Ban tổ chức chương trình cầu nông thôn của tạp chí Nông thôn Việt cùng lãnh đạo và một số ban ngành của quyền Đức Huệ đã khảo sát trực tiếp địa điểm xây dựng cầu giai đoạn 2 trên tuyến kênh Rạch Tràm – Mỹ Bình. Trong giai đoạn 1 của tuyến kênh Rạch Tràm – Mỹ Bình đã khánh thành và đưa vào sử dụng 6 cây cầu giao thông nông thôn. Để triển khai giai đoạn 2, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng ban tổ chức chương trình cầu nông thôn của tạp chí Nông thôn Việt Quyền quỹ, Ủy ban nhân dân huyện Đức Huệ đã khảo sát thực tế và thống nhất đầu tư xây dựng mới thêm 9 cây cầu với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 14 tỷ đồng. Kết nối từ đường tỉnh 838B, xã Mỹ Thạnh Tây đến đường tỉnh 838, xã Mỹ Quý Tây có tổng chiều dài 5,9 km. Quy mô cầu giao thông nông thôn, tải trọng 8 tấn, chiều rộng 4,5 m. Trong chuyến khảo sát lần này, ban tổ chức chương trình cầu nông thôn cho biết đã vận động được nguồn vốn từ các mạnh thường quân hỗ trợ thi công các công trình, đồng thời đề nghị quyện khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế các công trình để đơn vị xem xét giải ngân nguồn vốn, tập trung thi công để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Tuyến rạch tràm Mỹ Bình chiều dài hơn 33 km đi qua 6 xã của huyện Đức Huệ và tuyến cuối giáp giới tỉnh Tây Ninh. Đây là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của huyện, kết nối cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây với trung tâm hành chính tỉnh Long An và các huyện Thủ Thừa, Thạnh Quá, Đức Hòa đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của địa phương.